Ok, và xin chào tất cả những người quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay vào game Konami cho rất nhiều quà anh em ạ. Không biết là cái quà gì nữa. Bản cập nhật 1.1.5 thì hôm nay cũng chưa phải là cập nhật lên 1.1.5. Cho quà nâng cấp các thứ này, anh em vào nhận nhá. Thì vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay mình sẽ clip Golden Hand ngày nay mình sẽ quay hộ cho anh Huy Nam. Người anh mà trước có một clip thì cũng đã nhờ mình quay hộ rồi. Đó thì clip ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại anh Huy Nam và quả 40.000 coin dã man thật, nhưng mà với bàn tay vàng như mình thì chỉ mất 5.000 coin thôi anh em nhá. Thôi vào thẳng vấn đề luôn, chúng ta có một lượt free và mục tiêu ngày hôm nay của mình sẽ là Demacia. Demacia anh em nghe như kiểu Demacia liên minh vậy. Đợt đầu tiên nào liên quan vấn đề rồi thì cái ác chính của mình quay lượt free ra Rummenigge luôn này anh em ạ. Dạ mà luôn. Ok. 5.000 coin thì nó rơi vào khoảng 50 lượt. 50 lượt tức là 2 phần 1 phần 3 của box. Đó, với Golden Hand kiểu như mình thì 1 phần 3 là đủ rồi. Ôi, sao vẫn toàn ra League One này. Mà vừa nãy mình quay free phát ra luôn anh em ạ. Sao ác này, đúng là ác, càng nhiều coin thì lại càng khó. Xóa bù cho mình, người thì 40.000 coin, người thì không có coin nào. Nhưng mà mình nghĩ trong tương lai gần Konami sẽ ra cái chế độ cày coin thôi. Anh em đừng gọi là quá lo lắng. Kiểu gì cũng có chế độ cày coin thôi. Vấn đề là mình nghĩ là Konami chưa hoàn thiện được những cái gì người ta cần, nên là người ta chưa ra hết đủ các event cho anh em cày. Nên là anh em đừng gọi là chê trách gì sớm. Ôi, toàn League One này. Mà bóc này rõ nhiều cầu thủ Đức anh em nhá. Mà lại toàn quay ra League One với sợ chứ. 40.000 coin à? Vậy thì mình quay xuống còn 35.000 coin được ấy. Quay với 40.000 coin thì kiểu gì trả ra đúng không? Bóc này thì 15.000 coin là ra rồi. Là ra full bóc rồi. Nhưng mà chúng ta không nên vậy. Lương tâm mình không cho phép anh em ạ. Ông Demacian thì là cầu thủ mới của Konami. Ma thú và Rummenigge thì mùa trước mình đã có clip review rồi. Có Demacian thì chắc ngày mai mình sẽ làm luôn review về Demacian anh em ạ. CB mới. Chắc là cũng tiềm năng đấy. Mùa này thì Konami đã cho ra Peter Smeichel. Cũng là một thủ môn phải nói là rất hay mùa này luôn. Anh em bắt chơi rất nhiều. So với những pick trách kiểu quốc dân như mùa trước thì mùa này mình nghĩ sẽ thiên về Casillas và Peter Smeichel. Còn CB mùa này thì anh em đang dùng Van Dijk này với ông Bass. Đúng rồi, bởi vì là mùa này anh em chưa có coi cày, chưa có nhiều Legendary, thành ra là Konami mà cho Legendary mà khỏe hơn Bay nữa thì anh em làm sao mà chơi được. Nói chung đầu mùa thì như thế là ổn. Chứ nãy giờ chưa ra gì anh em nhỉ? À, nãy giờ chưa có dấu hiệu gì là quay ra quốc kiểu Đức luôn ạ. Toàn ra cờ League One này. Cái này không có cờ cơ. Mùa này thì gói này thì không có cờ. Ra cờ League One này thì không 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 ổn. Khó đấy anh em ạ. Tình hình là khó đấy, hình như càng nhiều coin thì càng khó thì phải. Mình ác kia mình không có coin quay phát ra luôn, ảo thật. Valeri. Konami cho ra cả mấy cái bóc tím kiểu Seria các thứ mà có kiểu anh em không mặn mà lắm, bởi vì làm gì có coin đâu. Bóc thì rất nhiều, mùa này được cái là rất nhiều bóc nhưng mà lại không có coin. Đùa chứ, anh Konami chôn thế là cùng. Bóc đấy ra, mùa trước thì chả có bóc, coin thì tích được. Bóc thì cứ quay đi quay lại. Đây rồi, 5 sao rồi. Tèn tèn, ui rồi, 4 sao. Đấy, nó phải ra không có cờ cơ. Được đấy, có dấu hiệu đấy. Bây giờ mình check 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 chủng đi anh em nhỉ. Check chủng đi, được Messi mét 85, không cao hẳn. Argentina một mẫu, chắc là mình nghĩ là một mẫu CB thiên về đầu óc hơn. Mình không có nhiều thông tin về ông CB được Messi này. Của cái thế hệ mình chắc là mình chưa xem đá bóng thì phải, hoặc là có xem mình không quan tâm thì phải.
Có thế, nãy giờ gần 2.000 coin rồi. Quay nhỉ. Lại cờ tiếp toàn lý quan này. Trong khi bóc rõ nhiều Đức nhá. Bóc toàn cầu thủ Đức mà lại toàn ra lý quan. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây 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 5 sao này. Trời ơi. Ra được có tí Đức mà lại. Ôi rồi. Ma thú thì cũng là một CMF mình nghĩ là rất hay đấy. Mùa trước thì ma thú đã chơi tốt rồi, mùa này thì chưa biết như nào. Rummenigge thì khỏi nói. Nhưng mà mùa này mình đang thấy anh em ít dùng Rummenigge nhá. Chắc là mình phải có một clip review lại về mùa này, nếu bản room này là bản room khác hoàn toàn so với bản room mùa cũ luôn, thành ra đây nó vẫn là một cầu thủ mới, room mới. Kìa toàn League One này, Kadewere. Có nhảy Konami như kiểu chôn nhau ấy, dốc từng hết coi thì thôi. Ron chúng ta đã quay được 18 lượt rồi, 1.800 coi đã bay màu, gần 2.000 coi mà chưa xuất hiện ai. Đây khả năng quả này rồi, khả năng quả này rồi, đèn vàng rồi. Ui số 25 Thomas Muller à, Mưu Lê anh ạ, Mưu Lê, Mưu Lê. À, có dấu hiệu tích cực rồi nhá, có dấu hiệu rồi nhá, có dấu hiệu rồi nhá. Sunroom với lại đường Messi là đẹp. Tiếp tục này, tiếp tục này, tiếp tục này, Đức tiếp này. Chắc chắn là như vậy rồi, 4 sao. Thủ môn này. Castile. Room chỉ số cao nhỉ. Chỉ số bình thường đã 90 rồi, sợ vãi. Không cần nâng luôn, để nguyên như vậy và cuối thôi. Jesus Martin. 84 CB thì mình nghĩ là ông Demesian mắc lên thì chắc được tầm 95. À đâu. Nếu mà chọn bút bổng vị trí các kiểu, đội hình style các kiểu thì chắc lên được 95 ấy. Hoặc hơn. Có thể là 97 đi. Nếu Legendary thì chỉ số chắc toàn dao động 95 97 thôi. Không biết là đời Messi từ tầm bao nhiêu. Không có cờ, vẫn có cờ rồi. Toàn liên quan với lại đội nào này. Quay được đấy rồi đấy anh em ạ. Gần 30 lượt rồi đấy. Mà chưa ra ông nào. 5.000 coin thôi, click này chỉ đốt 5.000 coin thôi. Quá đủ. Lại, lại nữa, lại nữa, lại nữa. Diallo. Thấy em bảo là nếu mà bật nhạc lên thì núp ra Legendary thì nhạc khác đúng không? Mình quay video thì mình toàn tắt nhạc, thành ra không biết là có phải là Legendary không. Nhưng mà khi nào mình quay mình phải thử nghiệm xem bật nhạc xem thế nào. Chúng ta đã quay được 25 lượt và hiện tại bây giờ vẫn chưa ra Legendary nào cả. Càng đấy 25 lượt. Ôi rồi. Nè nè nè. Ôi. Vẫn đèn trắng anh em ạ. À. Nói ơ. Đèn rồi. Lượt thứ 26. Thế à? Chưa ra Legendary. Vẫn khó, vẫn khó. Vẫn có cờ à? Sao nãy giờ ra toán liên quan với đội nào? Berlin. Gì này? Nào. Sẵn sàng để đón chào mừng Rummenigge.
Quái, ôi ông này dũng còn đòn bét anh ạ. Romanic the Messian, ma thú. Vẫn có cờ kìa. Đúng đáy xã hội đi lên. Đúng đáy xã hội rồi. Quay 30 lượt rồi chưa ra. Và chúng ta chỉ còn quay khoảng 2.000 coin nữa thôi. Quay 2.000 coin nữa thôi. Mavi đi đi. Ảo thật á. Anh Huy Nam có quả ác này 40.000 coin chắc chỉ kiểu nạp cho vui anh em ạ. Ác ít cầu thủ lắm. Ít icon các kiểu chắc chắc là mới chơi mùa này hoặc là chơi từ mùa cũ nhưng mà bán hết cầu thủ đi rồi. Vừa nãy mình kiểm tra ít cầu thủ lắm anh em ạ. Đội hình vẫn chưa phải là full icon, chưa full legendary. Mặc dù là ác 40.000 coin đấy. Rick kit anh em ạ, chắc kiểu nạp cho vui thôi. Wonder. Quá nửa đời phiếu sạt. Vẫn là có cờ kìa. Ừ, không có cờ một lần sao nào, nãy giờ mới được không có cờ chắc được 3 lần anh em ạ. Một lần ông Muller, một lần ông Neuer, một lần ông nào ấy nhỉ. Mấy chiều vàng lạng soi bóng nước. Đấy rồi, đây rồi đây. Một chiếc thuyền vội vã. Trông làm Musiala. Còn hài rất hot mùa trước luôn. Xanh như ngọc. Xa xa mây phủ nón hồng lý. Ơ, không có cờ tiếp này. Đây rồi. Bên sông. Đó đây đâu phải sang sông. Khó quá anh em ơi. Sắp hết 5.000 coin rồi. Hết duyên em đi lấy chồng. Ơ kìa. Ui. Hoài thế nhỉ. Từ độ chia tay anh phiêu bạt. Bây giờ phải có tí hát hát kia thì may ra với quay ra được. Còn 14 lượt nữa là hết 50 lượt. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương của tôi xong rồi. Phiêu bạt muôn phương rồi anh em. Nay trở về quê đo gạt bên rồi. Nghe câu ví sẵm người ơi. Trời ơi, tôi xong tôi rồi. Nãy giờ ơi, còn có 10 hơn 12 lượt nữa thôi là hết 5.000 coin mà vẫn chưa ra ông legend này. Đó đây đâu phải sang sông. Hết coi em đi quay gì. Đâu từ từ lần này 5 sao đi đừng. Đúng rồi đúng rồi. Đèn vàng đi. Vẫn đèn trắng. Joshua Kimmich. Vẫn đèn trắng. Thế bây giờ biết làm thế nào. Còn có 11 lượt thôi. Xa xa bay phủ non hồng lý. Trời ơi, vẫn lấy con ạ. Đã vàng hoa cài nở ven sông. Bây giờ trật tự nha anh em nhé. Tĩnh tâm thì mới ra được. Còn 10 lượt nữa thôi, tĩnh tâm thì mới ra được. Khoai thật, Konami cũng khôn đấy. Biết biết ai nhiều coi ai ít coi mà lựa đấy. Còn 9 lượt nữa thôi. Nào trật tự nào, tĩnh tâm nào. Không nhìn nào. Mắt này ơi, xin đừng đi chat. Tôi xong rồi. Xong rồi, trận quả này, clip này chắc là clip không ra legend rồi. Trời ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi.
vẫn là cờ Lý Quan. Đùa chứ. À bây giờ mình quay đến 35.000 coin đi. Bây giờ 36.000 coin thì nó hơi lẻ, quay 35.000 coin anh em nhé. Nếu mà quay dở dở thì nó cũng nhìn nó cũng ngứa mắt đấy. Với lại chưa ra legend nữa. Đây, mình quay 1.000 coin nữa anh em nhá, tức là bây giờ 106 lượt à. 1.000 coin nữa là đến lượt 96 là dừng anh em nhá. Không ra lên thì chịu vậy. Ra nữa nghỉ game. Vẫn không ra. Dọa như thế rồi. Không ra. Xa mình người thương hiền vành nón, đợi chờ chỉ rứa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em sơ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Thôi, chịu rồi, chịu rồi. Nãy giờ rất gọi là tâm phải tịnh, miệng thì hát để ra legend, nhưng mà coi kiểu quả này căng này, hai ông này lật kinh lắm, lật ghê lắm, vẫn không ra kìa. Oh shit, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Ôi, quay toàn mấy ông đáy xã hội thôi. Đây đây anh em này, quay toàn đáy xã hội thôi, đỉnh xã hội thì không quay đi. Trời ơi. Choán. Chết tật. Nào nhắm mắt nào. Vẫn có cờ. Đấy. Anh em thấy không? Số phận anh em ạ. 5 lượt nữa anh em nhá, 5 lượt nữa thôi. Chắc đây là clip duy nhất không ra Legendary nếu như hết 5.000 coin. Thực ra là quay hết 40.000 coin của anh Huy Nam thì vẫn ra được thôi, nhưng mà mình clip này thì trốn rồi. Sao mình quay ác mình dễ thế mà quay ác ác này khó thế anh em nhỉ? Đừng có cờ xin đấy. Rồi 5 sao đi. Rồi đèn vàng đi. Đây 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 rồi. Ma thú. Ơi, có phải ma thú không? Ô The Messian mà. Ô sao? Ô mình tưởng số 6, mình tưởng ma thú chứ. The Messian anh em ạ, ngon. Mà sao nhìn mặt khác khác. Tốt. Vậy là hình như là ui rồi. 100 lượt không ra, đúng đến lượt 99 thì ra nhá. Bây giờ còn 35.300 coin, quay nốt 3 lượt nữa đi. Tôi ra được là được rồi, nhưng mà hơi đen. Hơi đen. Bây giờ mình quay nốt để rồi có gì chuyển ác lại cho anh Phi Nam, anh quay nốt ra room cũng được. Số mình được không săn được room, mình vừa nãy mình săn được ác mình ra room rồi. Chắc là Konami biết cùng một tay quay nên là không ra được 2 room đâu. Ai dù sao cũng rất cảm ơn anh Huy Nam đã gọi là tin tưởng giao cho mình. Nhưng mà mới ra được The Messian thôi, đèn thật sự anh Huy Nam ơi. Không phải là anh em quay đã ai rồi, nhưng mà quả này quay hết 5.000 coin không ra anh em nha. Đây lượt cuối cùng, đây clip bây giờ cũng dài rồi, quay nữa thì cũng dài. Đấy, quay được The Messian là ok rồi, biết đâu lượt cuối lại ra nhỉ. Thật nhìn này, vứt 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 vứt. Ôi, cảm ơn anh Huy Nam tài trợ mình clip này để mình quay cho anh em xem. Cảm ơn anh em xem đến giờ phút này nhá. Ngày mai thì rất có thể sẽ là clip review về The Messian, con hàng rất mới của Konami. Rummenigge cũng là một cầu thủ mà mới xuất hiện ở trong mùa năm nay, một bản cũng hoàn toàn mới. Thì mình sẽ cố gắng review The Messian ngày mai và Rummenigge chắc là ngày kia đi. Sau chủ nhật nếu mà mình rảnh thì mình làm tiếp cho anh em về ma thú. Còn nếu mà không thì anh em thông cảm nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.